Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay trời mưa nên những con ốc bu nó đeo lên cây, mình thấy ngộ cho nên mình quay chia sẻ với các bạn. Này ốc ma chứ không phải ốc bu nha các bạn. Ốc ma, quên, nó ốc bu. Ốc ma này có một lần người ta nói ăn trị bệnh gì mình còn không biết, mà người ta nói có lần có người ta nói đổi lấy thịt bò, một ký ốc ma đổi lấy một ký thịt bò, nhưng mà không biết trị bệnh gì nữa. Món ma này nó ăn rau dữ lắm, nó cắn phá, nó ăn. Này rau muống á, ăn rau muống, rau cải, nói chung tất cả rau nó đều khoái. Đây là trời mưa cái nó đeo lên, nó đeo quá nhiều luôn, nó đeo nè, nó đeo xuống tới đất, từ dưới đất lên lên đeo, đeo dưới đất đeo lên quá chừng nhiều luôn. Hồi nãy thì mưa nó le lưỡi ra, bây giờ nó bớt. Quá chừng nhiều luôn nè. Bên đây cũng có nữa nè các bạn. Bên đây cũng có nữa nè. Đây là ốc ma. Cái này mình bỏ nó vô muối một cái. Tự nhiên nó sôi thành bọt. Nó mà nhiễu nó vô muối một cái á, là nó. Bầu trời hôm nay trời chuyển mưa, mưa nãy giờ quá chừng luôn. Mưa mấy cây chuối tim luôn. Để mình quay cận vô cho các bạn thấy. Một nó đu thành chùm luôn các bạn, đu thành chùm luôn nè. Đu thành chùm luôn, tròn tròn không, để coi mấy ở đây luôn, đu thành chùm. Mình nhìn mình tưởng giống như mình sắp xếp vậy, nhưng mà thật sự tự động nó bu vậy đó. Nó bu thì vòng tròn luôn, vòng tròn vậy đó. Đây là rau muống nè, đây là đám rau muống. Bầu trời hôm nay mưa, quá mưa. Á, ô vòng tròn vậy đó. Bây giờ mình bắt ha các bạn ha, để coi mình bắt mình bỏ vô cái lấy cái thao coi mình bắt cân coi được bao nhiêu ký ha, với bao nhiêu trăm gram. Để mình lại đây mình bắt lấy cái thao của mình bắt thử coi. Mình đi lấy cái thao.
lấy cái này đi, lấy cái xô đi, coi mình bắt được lúc cân coi được bao nhiêu. Đây nè, 2, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 14 con, 15, 16, 7, 8 con. Quá trời luôn nè. Bắt đầy chắc xô này luôn á. Rớt, đụng nó rớt. Quá chừng luôn rồi các bạn. Đụng nó rớt. Có lần người ta nói ăn nó trị bệnh mà mình không biết trị bệnh gì nữa. Quá chừng luôn. Đụng cái nó rớt xuống à. Đụng nó rớt. Máy bay bay nè. Tiếng ù ù ù có máy bay bay. Wow, hết cái cây này luôn. Nhiều quá luôn. Đẩy cái xô này luôn nè các bạn. Còn đây mấy con nữa bắt luôn. Đụng nó rớt. Được như đây nè. Như đây mà đổ ra không biết cân bao nhiêu luôn á, mà cân bao nhiêu ký luôn á, đã được cả ký á. Còn đây còn nữa nè, cái này cả đống luôn chứ nè. Ăn đâu muốn. Như đây nè, bò tùm lum chỗ nào không có nó. Giờ mình đi về nha các bạn. Đi về cân thử coi bao nhiêu được, bao nhiêu tấm gram. Một đốm ăn đến mà được nhiêu đây nè. Người đem nuôi đi. Đốm ăn không, luộc cho nó ăn.